chị. Đi đâu chị? Đi hái nấm. Hái nấm? Đi đi đi. Không được. Sao vậy? Em còn phải quét xong mấy cái lá khô này nữa. Hay là chị đợi em chút xíu đi, chút xíu là xong rồi. Thôi thôi, không có sao đâu. Cha chị không có ở nhà, hay là hai chị em mình cứ đi hái nấm đi ha. Không được đâu chị ơi. Lỡ mà ông về, ông thấy em chưa quét xong á là ông sẽ trừ cơm em đó. Đã vậy rồi ha, ông còn la em nữa. Thôi không có sao đâu, chị cũng biết trời rồi đó. Đất thánh thần thiên địa ơi, cửa nẻo gì mà để tắc quát vậy hả? Còn hai đứa đây, bắt cái gì mà bu ra đi một đám vậy hả? Dạ sao dạ quá đi. Dạ 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 con quét sân. Còn con? Dạ thưa cha, con đi hái nấm. Cha cha, hôm qua trời mưa á cha, con biết chỗ này á nấm sẽ mọc rất là nhiều, cho nên là con mới rủ bé Lụa đi cùng á cha. Ôi trời đất ơi là trời. Sao vậy cha? Hai năm tại sao không hai từ sáng sớm? Giờ này chưa trời chưa trời người ta hái hết trơn rồi còn gì nữa đâu mà hái. Vậy con đi hả cha? Đi đi Lụa, đi. Ê cha. Dạ dạ. Đi mình thôi. Còn con này ở lại. Nó biết bao nhiêu việc con hiểu không? Hả? Nó quét cái này xong rồi nó phải vô nấu cơm nấu nước. Nấu cơm nấu nước xong rồi nó phải đi cho bò ăn. Cho bò ăn rồi cho heo ăn, cho gà ăn. Xong rồi lộn qua chuồng bò, hốt phân heo, hốt phân gà. Sau đó gom cái đám phân nó ra bốn cây. Trời đất ơi, đi hái nấm mình được rồi. Còn đứng sơ đó nữa. Này này này, đi hái nấm thì mà mang có một cái rổ, mang thêm vài ba cái nữa. Cái đội đầu, cái kẹp nách, cái bưng tay. Đem về, đi lẹ thôi. Dạ. Thiệt là sao? Còn mày đó. Dạ. Nhà liệu hồn mới nghe. Dạ. Quét cho lẹ, vô nấu nước. Dạ. Hào quá hào. Hào. Mày làm sao vậy? Chân của tôi đau quá. Sao? Chết rồi. Chắc cô sưng to quá. Cô ráng chịu đau nha. Cô đợi tôi chút. Vô á, ngày mai nó sẽ bớt sưng à. Cô giữ giùm tôi đi. Cô đỡ đau chưa? Dạ tôi đỡ nhiều rồi. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu không có anh, tôi không biết làm sao nữa. Tôi đi đốn củi đằng kia, rồi nghe tiếng kêu cứu. Mà khu rừng này rất là nguy hiểm. Có con gái một thân một mình, đến đây làm chi vậy? Dạ, nhà tôi cũng gần đây nè. Tôi đi hái nấm. Tại vì tôi thích cái hoa trển á. Tôi lỡ chân tôi té. Cô đợi tôi lát nha. Tôi đã hái cho cô qua và cô thích này.
Dạ, tôi cảm ơn anh. Bây giờ cô đứng lên nha, tôi đưa cô về. Trắng lên. Dạ, qua hết đoạn đường này á, tới nhà tôi. Ừ. Thôi để Út làm cho. Không được, cô Út chịu khó đi. Cái chân của Út á, hôm nay còn sưng nè. Cô Út á, mà không chịu khó ha, mai mốt á, cái chân của Út sẽ đi càng nhắc đó. Út thấy hôm nay hết sưng rồi nè. Được, để em đắp thuốc cho Út nè. Không, nếu không tin nè, Út đi thử cho coi. À, được không đó? Được, hôm nay không có sưng nữa. Được rồi, thấy chưa, Út đi được mà. Đó, nè. Đó, thấy chưa, đi được mà. Người ta nói đi được mà, không có tin. Được không đó ta? À, thấy chùa. Được nghe, được mà u da là sao? Cô Út á, không có nghe lời em gì hết trơn á. Em nói rồi, cô Út á phải chịu khó nè, hằng ngày á phải đắp thuốc nè, đi đứng thì phải cẩn thận, có đi đâu xa thì phải kêu em. À, còn một chuyện nữa, ngâm là... nước muối mỗi ngày đúng không? Ừ, đúng rồi đó. Vậy á mà cô Út không nghe lời em gì hết trơn á. Cô Út nhớ rồi mà. Còn đau không? Được rồi, không có sao hết á. Mẹ, con bớt đau chân chưa con? Dạ, cũng bớt rồi mẹ. Nè, chân con thì bớt đau nhưng phải á, bóp á, để cho con lụa bóp hàng ngày nó mới bớt đau chưa. Chứ không mai mốt á, chân con bị trật luôn á, đi á, khó coi lắm á. Cũng may á, con gặp chàng thanh niên đó, chứ không ở bì rừng vắng vẻ không có ai hết á, thì biết làm sao đây. Thì lúc đó con té xuống, mà chân con tự nhiên nó sưng phù lên, đau quá con đi không được. Xung quanh thì vắng vẻ, đâu có ai đâu. Ừ. Cũng may sao có anh Phần đó mẹ, anh Phần cứu con. Ủa, Út. Dạ. Sao con biết nó tên Phần vậy? Dạ, tại con hỏi ảnh để cảm ơn á mẹ. Út à, mẹ thấy từ ngày con ở bìa rừng về, con cứ nhắc tên Phần Quyết à. Bộ con để ý người ta hay sao vậy? Mẹ, tại lúc đó anh cứu con mà, ảnh là ân nhân của con. Thì con cảm ơn. Mẹ hỏi kỳ quá à. Mẹ đã dò la rồi. Thằng Phần nó mồ côi cha lẫn mẹ, nhà nó nghèo lắm, chỉ có một cái chòi thôi à. Hằng ngày lên rừng á, đào củ mài, rồi làm nương làm rẫy để mà sống. Mẹ lo cha con biết được á, cha con không đồng ý đâu. Mẹ, ai nói với bà là tôi không đồng ý? À, ông mới về. Ừ, đồng ý quá đi chứ. À, rót trà. Trời đất ơi, con nhỏ này nói bao nhiêu lần rồi, mỗi lần thấy cha đi đâu về á là phải rót trà cho cha uống để cho cha đỡ mệt. Dạ. Đừng có để cha nhắc hoài hao hơi của cha. Được rồi, để mẹ rót cho. Rót vừa vừa thôi đó, đợi tôi uống hết rồi hắn rót tiếp. Rót nhiều quá uống không hết nó hao, hiểu chưa? Dạ hiểu rồi, nghe rất là nhiều. Ừ. À, ông à, hồi nãy ông nói câu gì mà tôi chưa có thông. Câu gì là câu gì? Vụ của nhỏ này. Chà, đâu cần thằng rể giàu sang làm gì hả? Nó giàu mà nó làm biếng cũng như không. Nhà mình đã quá giàu rồi, gia sản của căn nhà này á, ăn ba đời cũng hết nữa. Giờ cha chỉ cần một thằng rể siêng năng, khỏe mạnh, hiền lành, nhất là mình nói nó nghe lời. Nó khờ khờ một chút lại càng tốt. Cha ơi, cha yên tâm đi, ảnh siêng năng hiền lành lắm. Ừ. Mà còn có gì nữa, lẽ ra gặp được một cái thằng mà nó siêng năng, nó giỏi giang như thằng Phần vậy đó là phải về nói cho cha biết liền. Nếu con mà nói sớm mà bây giờ nó thành rể cha rồi, mà nó làm rể của cha sớm ngày nào á, đỡ cho cha ngày đó, biết chưa? Dạ, con cảm ơn cha, con cảm ơn mẹ.
đứng đây chờ chút nha. Để tôi vô tôi báo với ông chủ là cậu đã tới ha. Dạ. Cậu là Phần đây phải không? Dạ thưa ông, là con đây. Được đó. Dạ thưa ông chủ, dạ tôi đã đưa cậu Phần tới rồi. Dạ xin phép ông chủ tôi về. Thôi ông về đi. Dạ ông nha. Dạ ông chủ tôi về. Dạ. Ê, ông chủ. Dạ. Ông bưng cái rổ gì ở nhà tôi về? Dạ, dạ. Này là cái trái cây này tôi hái ở ven đường á, tính đem về nhà cho mấy sắp nhỏ. Đây làm gì có cái cây nào mọc ở ven đường hả ông? Dạ, ông chủ nói sao tôi không hiểu. Cái trái này á, nhà tôi cũng có một cây nó ra cái trái y vậy á. Cây nhà tôi, nó mọc cái rễ dưới đất á, nó lan tỏa ra tới ven đường. Rồi từ ven đường mọc lên cây, nó ra cái trái giống vậy. Vì vậy, cái cây ở ven đường là cái cây con, cây nhà tôi là cây gốc. Cho nên cái cây đó cũng là của tôi. Ông đừng có giả bộ ngơ ngơ rồi qua mặt tôi nghe. Thưa ông chủ, dạ, tôi không dám qua mặt ông chủ đâu. Dạ thật tình là cây này á, nó mọc ở ven đường rồi trái nó chín mọng hết. Thành ra tôi thấy vậy á, định hái mang về nhà cho sắp nhỏ nó ăn thôi mà. Thôi được rồi. Ở đây ai cũng biết đất đai, ruộng vườn, cây trái nhà tôi là cò bay thẳng cánh. Thấy không? Vì vậy tôi đã ra một cái quy định rồi. Cấm không cho bất kỳ ai hái bất kỳ một cái thứ trái cây nào, dù chỉ là một trái cũng không được. Vì vậy anh đã chịu khó bưng cái rổ này vô sau nhà giùm tôi ha. Một lát tôi sẽ nói chuyện với anh sau. Dạ. Không có gì hết. Ông không hiểu thì mình giải thích cho ông hiểu. Không sao đâu. À, con gái tôi về nó kể nhiều chuyện về cậu lắm. À, nó rất cảm kích công cứu mạng của cậu đối với nó. Còn tôi hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi thấy cậu cũng rất là khôi ngô, tuấn tú. Cô bộ cũng rất là xứng lứa vừa đôi với con gái tôi. À, vì vậy tôi quyết định nhận cậu làm rể của tôi. Dạ thưa ông, ông thương ông quý, ông muốn nhận con là con rể thì con rất là vui. Nhưng mà sao? Con thì mồ côi, giả lại sống trong cảnh nghèo nàn từ đó tới giờ, cho nên là con sợ. Đừng có lo. Dạ. Sợ gì hết á. Ta đây tuy giàu có nhưng mà bình dân lắm, không có khinh người. Ta không có cần một cái người rể giàu làm gì, thấy không? Ta chỉ cần một anh rể siêng năng, chịu khó, ham làm, đặc biệt là nghe lời là được rồi. Ý ông là muốn nhận con vào ở rể à? Ở đây nhà cao cửa rộng, có kẻ hầu người hạ, cậu còn muốn cái gì nữa, đúng không? Dạ thưa ông ơi, con sợ là con không quen sống trong cảnh giàu sang như vậy. Chưa quen thì từ từ sẽ quen, trước lạ sau quen mà, đúng không? Phần ơi, có nhà không Phần? Thím Hai hả Thím Hai? Vô đi Thím Hai. Ủa sao hôm nay ăn cơm sớm quá vậy nè? Dạ, con đi mận về, sẵn có còn cơm nguội đó, con ăn luôn cho xong bữa. Mà Thím Hai qua tìm con có việc gì không vậy? Đâu có chuyện gì đâu, Thím có mấy trứng gà đem qua cho con nè. Mà ăn uống gì rồi làm sao mà có sức mà để mà làm việc nặng được đi con. Con cảm ơn Thím Hai nhiều nha. Ừ. Thím Hai uống nước đi. Ừ. Nghe đâu là ông Đạo ông tính gả con gái con của ổng cho con mà sao con lừng khừng vậy? Cô Út á, Thím biết đó. Tuy rằng cổ con nhà khá giả, chứ tính nết cổ hiền ngoan lắm, mà lại chịu khó lắm đó nha mày. Dạ. Con lừng khừng chịu làm rể là bởi vì con sống nghèo hèn quen rồi. Bây giờ về làm rể nhà giàu có đó, bên đó nhiều phép tắc quá, con sợ là con cam không nổi đâu. Thím cũng nghe ổng giàu có nhưng mà ki bo keo kiệt lắm. Câu nói nào ra ổng cũng nói tốn, tốn quá. Nhưng mà còn riêng cô Út,
thì con thấy làm sao? Con có thương con người ta thiệt tình không? Cụ Út thì hiền lành, dễ thương. Con nói thật, con cũng nằm mơ cũng không nghĩ là con sẽ làm chồng cô ấy đâu. Nhận định vậy cũng tốt đó. Ủa, ai là cô Út hả Phận? Cô ơi, cô cứ vô nhà đi, vô đãi đi mà. Đi, vô đi cô. Cô Út à, cô qua đây. Sao cô lại khóc vậy? Sao vậy cô? Có chuyện gì mà cô buồn vậy? Nếu như mà anh Phong không chịu về nhà con ở thì cha sẽ không đồng ý gả con đâu. Không phải đâu cô ơi. Thằng Phong nó sợ về làm rể nhà giàu có, nó lo rồi nó ngại đó mà. Nếu như Út thương tôi thì hãy về đây sống với tôi nè. Tuy là nhà tranh trách lá như vậy, nhưng mà nếu như hai vợ chồng cố gắng làm lụng thì sớm hay muộn cũng xây nhà mới thôi, rồi cuộc sống cũng sẽ ổn thôi mà. Nhưng nhà chỉ có một mình em là con gái à, cha em sẽ không đồng ý cho em đi theo chồng đâu. Nếu như mà anh thương em á, anh về nhà em ở. Tuy là ban đầu có hơi bỡ ngỡ, nhưng mà từ từ rồi sẽ quen thôi mà. Với lại có em bên cạnh anh, việc gì mà anh chưa tỏ thì em sẽ hướng dẫn cho anh. Cổ đã đến đây, cổ nói như vậy rồi, chứng tỏ là cổ cũng đã thương con rồi đó. Con cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá Phần à. Nếu như anh không đồng ý làm rể thì anh sẽ bắt gả em cho người khác đó. Không, anh thương Út, anh sẽ chấp nhận. Cái thằng này, ngày thường ngó cái mặt cái khù khờ á, bây giờ mặc bộ đồ mới vô nhìn cũng sáng sủa giống hệt như tôi vậy ha bà. Cái ông này. Phần à, bây giờ con đã là rể trong gia đình rồi, mẹ chỉ có một người con gái thôi, con phải đối xử tử tế với vợ con nghe chưa? Trời đất ơi, bà lo cái gì chứ, nó đang ở trong nhà của mình thì cũng giống như cá nằm ở trên thớt rồi. Ông nói gì kỳ vậy? Ý của tôi á là nó đã trở thành giống như là người nhà của mình rồi, cá với thớt là người trong một nhà. Nè, hôm nay á cơm nước xong rồi á, con nói vợ của con dắt con đi thăm thú trang trại vườn tược trâu bò gà vịt của gia đình mình. Để rồi sáng mai á rồi con đi theo cha, cha sẽ chỉ việc cho con mà làm ha. Dạ ông, thưa cha. Từ từ thôi ông, con mới về có mấy bữa mà, để từ từ cho nó quen việc chứ chưa chi ông giao nhiều việc thì sao nó khăm mà nổi. Nổi hết á, có tôi chỉ là nó làm nổi hết á. Với lại thanh niên sức dài dai rộng, sao không nổi ha con rể. Dạ. Nhưng mà ông cũng để cho con nghỉ ngơi vài ba bữa đi. Nghỉ ngơi chi cho nó hao cơm hao gạo hả? Bà này, con rể cứ y theo lời nói của cha mà làm ha. Dạ. Hay. Vậy là đợt này mình đỡ phải tốn ra tiền thuê hai tá điền. Cũng mất được một mớ kha khá. Chị kỳ vậy chăng? Số gạo tăng ngày càng tăng lên là sao? Ôi, cái bà vợ của tôi biết tình, không biết bà quản lý làm sao mà con lụa nó đâu mà hao gạo dữ thần ôm như là trời. Ông này. Hả? Ông làm gì mà cằn nhằn, đi đằng xa tôi nghe ông lèm bèm vậy? Không lèm bèm sao được. Nè, tôi nói bà hay, sổ sách đó tôi ghi rất là tỉ mỉ. Không có sai sót, không có thiếu thốn gì hết đó. Tại sao tôi hỏi bà nè, bà quản lý con lụa làm sao mà nhà bếp nấu nướng sao mà gạo càng ngày nó càng tăng mà không thấy giảm làm sao hả? Tăng là phải rồi, thì thằng Phần ăn chứ ai. Tôi hỏi ông nè, nó là thanh niên
sức lưng dài dai rộng bằng 3-4 người làm. Nó ăn một bữa 4-5 chén là chuyện bình thường mà. 4-5 chén? Trời đất ơi, nó ăn cái gì mà giữ thần ngôn vậy? Nó ăn cái kiểu này thì tôi với bà chỉ có nước mạt mà thôi. Ông nói nhỏ nhỏ thôi. Con nó ăn cơm sao? Nó nghe được nó buồn đó. Trời ơi. Nè, tôi hỏi ông nè. Ông coi lại coi. Ngày nào ông kêu nó đi làm từ sáng sớm tới mịt mới về. Con Út nó buồn lắm, cũng không dám nói, không dám than khóc gì hết á. Thấy ông á, sai nó làm việc như là người ăn cái ở trong nhà, ông quên nó là con rể mình hả? Nói hết chưa? À. Giờ nghe tôi nói nè. Bà làm như có mình nó cực kìa. Còn tôi phải phay hả? Tôi mà không cực á, thì làm sao ngày hôm nay mình có được một cái gia tài kết sụn vậy? Hả? Biết là vậy rồi, nhưng mà... con đấy. Thưa ngồi đi con. Thưa mẹ. Con ngồi nói chuyện với cha đi. Mẹ ra làm sao nha. Uống nước nha con. Ăn cơm chưa? Dạ con ăn rồi thưa cha. Ăn no không? Dạ no. Đừng có ngại nha. Nhà mình có cả một kho gạo tha hồ mang. Cha muốn nói với con cái này. Hồi nãy cha có ra đồng kiểm tra cái vụ mà thu hoạch bắp với lại đậu con rồi chất vô kho như vậy, con làm rất là tốt, cha rất là hài lòng. Con cứ vậy mà làm tới nha. Nha. Dạ. Còn chuyện này nữa, mấy bữa nay nhờ trời thương nên trời mưa. Thành thử đất nó mềm. Vì vậy ngày mai con tranh thủ dẫn gia nhân ra đồng cày sớm nha. Chứ để vài hôm nữa trời nắng đất nó khô, nó cằn, nó sắc lợi cứng là mệt lắm. Dạ thưa cha. Ừ. Con muốn nói với cha là mấy ngày qua đám gia nhân của mình làm theo yêu cầu của cha. Họ làm việc tới mức kiệt sức luôn. Con nghĩ là cha nên cho họ nghỉ ngơi vài ngày cho lấy lại sức khỏe đi cha. Trời đất ơi, nhà này làm gì có chuyện nghỉ ngơi. Ý của cha muốn nói á, gia đình mình á, nào giờ có cái truyền thống là không có nghỉ. Làm hết chuyện này là chuyển qua chuyện khác liền à. Con á mới về đây, nhiều khi con không hiểu. Con phải phát huy cái truyền thống của gia đình là không có nghỉ ngơi. Con bây giờ á, đâu phải là thợ nữa đâu. Con là chủ nhân của cái gia đình này. Thành thử con phải nói mấy đứa thợ, mấy đứa gia nhân á là phải siêng năng. Nó hay lừa mình lắm. Mình sơ sẩy một chút là thất thoát liền. Sơ sẩy là mất ngày công liền. Thành thử con phải siết tụi nó. Hey. Dạ, con biết rồi thưa cha. Ừ. Nè, phân. Nghe cha dặn nè. Dạ. Nhớ là đốc thúc tụi nó làm việc cho thiệt là siêng năng nha. Đứa nào mà làm biết á cũng phải chửi thẳng vô mặt nó cho cha. Hả? Dạ thưa cha, con biết rồi. Đừng có ngại gì hết nha. Dạ. Nhớ á. À, rồi nè. Cha quên, cái vụ này là quan trọng nhất nè. Chừng nào á, con nghe thấy tiếng chim bìm bịp kêu, lúc đó mới được nghỉ. Hả? Chưa có nghe thấy tiếng chim bìm bịp kêu á là không có được nghỉ nha. Nhớ đó. Thưa cha, con nhớ rồi. Con đi nha cha. Ừ. Nhớ nha, chim bìm bịp kêu thì mới được nghỉ nha. Chưa kêu là không có được nghỉ rồi nghe. Nhớ đó. Thông minh như vậy thì mới giàu chứ. Cảm ơn cậu. Sao? Cái thằng quỷ à? Làm có chút xíu cái uống nước. Làm như nước không đúng tiền. Uống xong nước rồi chúng ta tiếp tục làm việc nha chú. Tôi mệt quá. Cho tôi nghỉ một lát nha cậu. Nhưng ông chú đã dặn là không được buông cày.
cho tới khi nào mình nghe tiếng bìm bẹp kêu mới được nghỉ. Chờ gần đứng bóng rồi. Kìa cậu nhìn mấy con trâu rồi, sức trâu rồi cũng phải cho nó nghỉ ngơi chứ cậu. Huống gì mình là người cậu. Anh nhìn mấy con trâu nó mệt đó, hả, nó thở dốc rồi kìa. Vẫn không được đâu. Chúng ta vẫn phải tiếp tục làm việc. Khi nào mà nghe tiếng bìm bẹp kêu cái đã rồi chúng ta mới được nghỉ. Không được cãi lời ông chủ. Nè nó. Vậy thôi, mọi người nghỉ ngơi đi. Tôi tiếp tục làm việc đây. Làm tiếp nữa nha mấy con. Mới làm từ sáng tới giờ à. Chưa có thu hoạch được nhiều quá rồi. Yên tâm mà làm nữa nha. Tao ngủ đi. Mới làm cái chút xíu. Uống nước xong rồi á, chúng ta tiếp tục làm việc nha chú. Tôi mệt quá, cho tôi nghỉ một lát nha cậu. Nhưng mà ông chủ đã dặn á, chúng ta không được buông cài. Chờ tới khi nào tiếng đêm đẹp kêu rồi mới được nghỉ. Vậy thôi, chú ngồi nghỉ đi. Để con trai con tiếp tục làm. Ông chủ la đó. Mới làm có chút xíu thang thang cái gì không biết nữa. Chờ chút xíu nữa nha mấy con. Tao ngủ nữa. Gì? Tha. Tha. Gì? Ngày nay nó làm như vậy là cũng bộn rồi đó nghe. Thôi, cũng xế chiều rồi. Cho tụi nó nghỉ. Bên bếp kêu rồi. Mọi người nghỉ tay thôi. Nghỉ. Bếp kêu rồi. Mình à, mình mệt lắm hả mình? Anh học sao đâu mình? Cứ nói là không sao, nhưng mà sắc mặt của anh á, càng ngày càng xanh xao hả? Hay là để em nói với cha, không để cho anh ra ruộng nữa nha. Thôi, mình đừng có nói với cha, kẻo cha không vui bây giờ. À, hay là để em vô bếp, nấu món gì đó ngon ngon cho mình nha. Thôi, mình cũng đừng nấu luôn đi. Anh mệt quá, anh vô trong tắm rửa trước cái đã. Kìa Minh à, Minh à, làm như có mình nó mệt, con bị bịp cũng mệt vậy. Nhi, 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 Nhi. Nhi. Nhi.
đi cậu ơi. Cậu, cái mồi hả con trâu nó kiệt sức rồi cậu ơi. Năm ngày nay rồi, ngày nào cũng làm việc cực lực như vậy đó. Cậu thấy không, sức trâu còn chịu không nổi, đừng nói chi sức người. Di đừng cậu ơi, cậu đánh nó, nó có gì nó chết đó là cậu mang quả đó. Di trời, nói cậu đừng mà cậu. Ôi, cái gì mà ồn ào dữ vậy trời. Trời đất ơi, sao nó đánh con trâu của mình dữ thần ôn vậy nè trời. Di thôi, cứ đánh nữa, mình đánh nữa chết, chết cha tao luôn á. Trời ơi, cậu ơi, cậu thấy cậu cũng mệt lắm rồi, thôi giờ mình nghỉ ngơi đi cậu. Chứ bây giờ mình làm mà chờ tới chim bìm bẹp nó kêu á, trời ơi, chắc là mình bỏ mạng ở ngoài này luôn đó cậu. Di Di chắc nó cũng mệt rồi, con trâu nó cũng làm hết nổi rồi. Thôi bìm bẹp kêu mẹ nó cho rồi đi, cho nó nghỉ đi. Bìm bẹp kêu à bà con ơi, bìm bẹp kêu kìa cậu. Đi. Ủa rể, mày đi tới đây chi vậy? Nhà mình ở đằng kia mà. Cậu bịp nè, bịp nè. Cậu cho mày chết nè, cho mày chết. Làm gì vậy? Tí ở đây nè, mày về nhà đi, mày tới đây chi vậy? Hả? Tại sao bây giờ mày mới kêu? Mày đi đâu? Mày mới về đây hả mày? Tí ở đây mà. Mày mày cho tụi tao chết mày mới về hả mày? Vô bà con ơi. Đi ở đây, đi ở đây. Ủa cái gì? Ủa cái gì cái trống kìa? Coi vô coi bà con ơi. Tao vô coi, Ủa? Cha. À thì ra con bìm bịp là ông không chủ. Trời ơi, thì ra đó 5 ngày nay đó, ông bắt tụi tôi với bà con đó làm từ sáng tới chiều tối á, ông mới cho về. Ông lường công bà con như vậy đó, ông thấy ông coi được không? Ông chủ bà con thấy coi vậy coi được không bà con? Chính sự tham lam muốn bóc lột sức lao động của người ăn kẻ ở trong nhà mà ông Đào đã bị bẻ mặt với mọi người. Từ đó, ông Đào hối hận không còn dám bắt trước tiếng kêu của chim bìm bịp nữa. Và ông Đào cũng không còn dám bắt Phần và người ở làm việc quá sức nữa. Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có một đôi vợ chồng nghèo sống bằng nghề đánh cá. Vợ chồng chàng Út rất yêu thương, quấn quýt bên nhau, luôn chuyện trò không dứt. Vợ Út là người hiền lành, hiếu thảo, hết mực lo cho gia đình chồng. Đợi thuyền về thì chị biết không, trời bữa nay đẹp biển em, chắc là mấy ông bắt cá khổng luôn á chị. thôi đủ rồi, trời đất ơi, nãy giờ tôi qua đây tôi nói đúng 4 chữ thôi, vợ thằng Út ơi ha. Tôi có nhắc chữ nào tới má không? Làm gì tí lia tí lia. Dạ em tâm hơ quá à. Em xin lỗi chị. Thế chị kiếm em chi vậy? Làm gì cười? Có gì vui không cười? Vui mà, chị thấy em vui mà. Chị cái gì vậy? Con mở cá đối nè, đem vô mần đây. Cá đối hả? Cá mùa này trứng dữ lắm á chị. Hôm bữa anh Út nhà em mà mang về một mớ trưa rồi rõ luôn á. Cá này đem nước với ớt là ngon lắm á chị, ghiền lắm á chị. Cảm ơn chị nha. Ủa, hiền của thằng chồng mà về tới kìa hả? Ở đó mà lo nói chuyện miếp vậy. Dạ má, vậy con đem cất mớ cá này vô rồi ra tiếp ảnh. Nó ngồi nha má, nó ngồi đi. Ngồi nha. Chị ngồi chơi nha. Ê trời ơi, thím Út nói nhiều vậy chắc má nhức đầu dữ lắm má hen. Con mới qua mà nghe thím tía lia hồi cũng nhức đầu. Nhiều bữa vợ chồng nó nói chuyện tao nhức đầu lắm. Tao la tụi nó hoài đó chứ. Dạ đúng, phải la thôi. Tụi nó đó thấy vậy cái kéo ra ngoài nói chuyện tiếp.
không biết cái chuyện gì mà nó nói chuyện hoài vậy à. Mới cưới thì vậy đó má ơi, má cứ đợi vài năm nữa coi. Đó giống như con với anh Biệt nè. Anh Biệt dở hả? Cại miệng ảnh dữ lắm, ảnh cũng chỉ nói một trong hai chữ thôi, có hoặc không. Vợ chồng thằng này á, coi bộ hạ cái tánh nói nhiều. Thằng Út nó đi biển thì thôi, mà hả nó về thì thôi, vợ chồng nó nói chuyện miết kìa. À. Má má má, má coi giùm con nửa cơm nha. À. Cơm sôi rồi, con bỏ lửa ra hết rồi đó. Còn mớ cá lát chồng con về con nướng luôn. Chị ngồi chơi nha, má cho con nướng nó. Chị ngồi chơi nha. Tao biết rồi. Có chai rượu thuốc nè, nhớ dắt cho mình nha không? Nhưng mà lạnh hay đó, nhớ mang ra uống cho lại sức không? Biết rồi, nhắc hoài ha. Em mới nhắc cho anh nhớ, chúng tôi là anh quên lẫn luôn thì sao? Lần nào về cũng còn nguyên si hả? Thì nhắc bên mình nó vướng víu cho nên là phải để nghe kẹt đi. Giờ sao? Em bực mình ăn quá à. Cái này nè, anh phải mang bên mình. Lỡ mà bảo tôi bất thình lình xảy ra, có cái mà uống. Vợ lo cho chồng mà chồng biết hơn. Rầy rầy vợ hoài à. Nè. Trời đất ơi. Thiếp Út ơi là Thiếp Út. Tới giờ phút này rồi mà Thiếp vẫn còn nói gỡ là sao? Phun nước miếng nói lại từ đầu đi. Trời đất ơi. Đi ra biển là mấy chục chiếc thuyền ha. Bao nhiêu con người chứ phải mình chú Út đâu. Thiếp nói như vậy rồi tất cả mọi người ảnh hưởng chung hả? Thiếp cũng là dân miền biển mà. Thiếp phải biết là không có được nói mấy cái chuyện xui xẻo vậy chứ. Tự nhiên cứ nói mấy chuyện xui xẻo thì hoài sao được. Dạ, để sửa dạ. Cái tính mình đi. Vợ em chỉ dặn dò em vậy thôi à. Rồi em đi trước nha chị hai. Dạ. Em đi nhớ đi. Nè nhớ là phải sửa dạ. Cái tập cái liền á. Dạ. Ăn nói xui xẻo vậy là không được đâu. Dạ. Thôi đi. Còn cái đống đồ chưa đem lên thuyền kìa. Ở đó một cái tí lia. Quên. Mệt. Cho đi bà con, cho đi. Má!
Cậu muốn tôi chết lắm hay sao mà nói như vậy? Đâu phải, em lo cho mình lắm á. Mà hả, em để ở trong bụng đây nè, bữa giờ em đâu có dám nói ra đâu. Bây giờ gặp được mình em yên tâm rồi em mới nói ra đó. Tại vì bữa giờ em cứ tưởng là mọi người đi như vậy rồi bão biển nữa là mọi người sẽ không trở về, em lo lắm. Thì lúc gặp bão á, là mọi người tưởng á, là không ai gạch đi về được rồi đó. Ủa mà chú Út về chưa? Ủa chú Út, chú Út nè. Hả? Chú Út không có đi chung với mình hả? Trời ơi, chú Út đi thuyền riêng của chú Út mà. Lúc gặp bão á, thuyền ai nấy lo. Từ từ xong á, tấp vô bờ thì không thấy cái thuyền của chú Út đâu hết. Trời ơi, vậy không lẽ chú Út bị... Anh Út Anh Út ơi, anh Điền ơi, anh Út về với anh Điền. Hả? Anh Út mà, có thấy anh Út đâu không vậy? Không. Anh ơi, có thấy anh Út đâu không? Hả? Mà, có thấy anh Út đâu không vậy? Không. Nhà em á. Anh ơi, anh Út nhà em nên anh thấy không? Hả? Anh ơi, anh Út nhà em á. Anh Út nhà em đâu anh hả? Để mà lo cho lớn quá là xuyên, Út nó bị đâm vô, Út nó chết mất rồi. Dạ thằng Út à, ngồi dậy ăn miếng cháo đi em. Chị, em ngồi dậy ăn cháo đi đã. Hai ngày nay em đã không có gì trong bụng rồi. Anh Út về cho chị. Chưa em à. Em đi tìm ảnh. Ôi. Cả làng chài này đã cử những thanh niên trai tráng giỏi nhất đi tìm chú ấy rồi. Mọi người chưa về nên chưa biết ra sao thôi. Thím ăn uống cho lại sức đi. Cứ nằm khóc như vậy hoài có ích lợi gì đâu. Hả? Em muốn ngủ. Em cũng muốn ăn. Nói hết lời rồi, không nghe thì thôi. Kệ nó đi, cho nó nằm ngủ cho nó yên. Chứ nó mà thức á, nó khóc lóc hoài làm sao mà chịu nổi. Má khỏe chưa? Sao má không ở trỏng nằm nghỉ đi? Má ra đây làm gì? Ra ngoài cho nó quay khỏa. Nằm ở trỏng riết má muốn đổ bệnh luôn vậy. Ủa chị? Dạ, con chào chú. Chú Hai, có tin gì không chú? Thuyền thằng Tám mới về. Tụi nó đang đi tìm ở bên hướng Tây mà không thấy. Chắc phải đợi thuyền biển về coi sao. Mỗi lần có chuyến thuyền đi tìm thì tôi lại hy vọng, mong nó trôi dạt đâu đó có người đến cứu. Giờ thằng Út khỏe chưa chị? Chưa. Ngủ thì không sao, mà nó thức là nó khóc ròng khóc rã, thiệt là khổ tâm hết sức vậy đó. Chị ráng khuyên cháu nó bình tâm, mọi người cũng đang ra sức mà tìm kiếm thằng Út. Chắc nó mất tích luôn rồi. 3-4 ngày nay bạn bè đi biển đã về hết, chỉ còn có mỗi thằng Út mà. Út ơi, con trôi dạt đâu vậy Út? Miền, sao rồi con? Có chút tung tích gì không con? Nhìn mặt nó đó là biết liền rồi. Ở đó mọi người ra sức chống chọi với lại sóng lớn, tìm cách tạt thuyền vào đảo Hàng Ba. Nhưng mà lúc gần bờ con thấy thuyền của chú Út. Nhưng mà bây giờ quay lại đó sụp sạo khắp nơi mà không thấy gì hết. Hỏi thăm người ở đó thì cũng không ai thấy. Tụi con có tìm mấy chỗ hàng đá, có chuyện mất gạt ở trong đó. Lúc bão tan á,
thì mọi người tìm khắp nơi luôn rồi. Bây giờ quay lại một lần nữa, tìm rất là kỹ, không ai thấy gì hết. Út, không lẽ cuộc dân số như vậy sao? Con không có chết. Thôi mà, con đi tìm chồng. Con phải tìm chồng con mới được. Tìm. Má ơi, con đi tìm chồng. Thiếm nè, thôi đi Thiếm à. Trai tráng trong làng á, dông thuyền ra biển á, tìm mà có ai thấy đâu. Thiếm chân yếu tay mềm á, làm sao mà đi tìm được. Phải rồi, đi tìm chồng em. Má ơi, con đi tìm chồng con. Chim rừng không? Ủa? Chim đâu? Nó bay mất tiêu rồi. Tại hai thằng bay nè. Cấp báo. Ta đang thưởng ngoạn mà. Nói mà báo là có tin quan trọng cái nên nó bay mất tiêu là mất dạ. Cái cuộc vui của ta. Có chuyện gì nói đại đi. Có tin dữ. Tin dữ lắm. Dạ. Hả? Trong hai bộ dạng của tụi bay, tin dữ cũng phải là hả? Cướp biển. Cướp biển. Tấn công đạo của chúng ta phải không? Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Chị dạ. Lấy binh khí. Binh khí đâu? Binh khí đâu? Binh khí cất trong kho hết rồi. Trời đất ơi, giờ này binh khí cất trong kho thì làm sao chống chọi lại với bọn chúng được? Bây giờ làm sao? Làm sao? Nhưng mà đâu có cướp biển nào đâu. Vậy chứ bọn bay nói là tin dữ là tin gì? Dạ, có tin dữ. Tin dữ là có người chết đuối. Mày khùng. Mày làm tao mệt lắm nha, mày hiểu không? Mày nghĩ sao? Trên đảo của chúng ta một năm bao nhiêu người chết đuối đều trôi dạt đi trên đảo. Rồi chúng ta đã cần cứu từng người từng người. Có gì đâu mà tin dữ. Dạ, cái tin dữ ở đây á là người chết đuối đó là một người thanh niên, chàng trai trẻ. Thanh niên, chàng trai trẻ? Dạ. Trời ơi. Mày khùng. Mày nghĩ sao vậy? Thì người ta chết đuối, người ta trôi dạt, nam hay là nữ hay trẻ hay già gì cũng là bị chết đuối. Có gì đâu mà gọi là tin dữ. Dạ, tin dữ là công chúa đã cứu người đó. Thấy chưa, con ta mà lúc nào cũng nhân hòa, lúc nào cũng hiền từ. Khi thấy người ta chết đuối một cái là sẽ đưa lên bờ cứu sống người ta. Ôi con của cha, một người con thật là tuyệt vời. Dạ, cái đó không phải dữ đâu, mà cái này mới dữ nữa nè. Cái vụ gì dữ? Là công chúa cứu chàng trai đó, ôm từ dưới nước, đem lên rồi ôm vào lòng để sưởi ấm cho người nữa đó. Dạ. Trời, con của ta mà mình cứu người thì mình phải đem từ dưới nước mình đưa lên bờ, sau đó mình ôm người ta trong lòng, mình ru qua ru lại cho người ta ấm, rồi cuối cùng người ta mới hả? Trời ơi.
hả? Không được, không được, không được. Chuyện này là sao, chuyện này là sao? Đúng là tin dữ rồi. Tại sao con của ta cành vàng lá ngọc, một công chúa lừng lẫy như vậy mà ôm một cái người thanh niên vô lòng? Trời ơi, cái tin này mà lan truyền khắp đảo, mặt mũi ta còn đâu, danh giá của con gái ta còn đâu? Trời ơi, không thể được, không thể được. Cho ta biết chuyện này, có ai biết được chuyện này không? Dạ, chỉ có hai con biết à. Có hai thằng bay biết thôi phải không? Dạ, dạ đúng rồi. Mà chắc chắn là chỉ có hai thằng bay thôi phải không? Dạ chắc. Muốn ngăn cản chuyện này, bảo vệ danh giá của con ta và bảo vệ danh dự của ta, chỉ có một cách thôi. Giết người diệt khẩu. Chính xác. Bịt đầu mối. Đúng rồi. Dạ. Bay đâu, đem hai thằng này ra giết cho tao. Trời ơi, sao giết hai đứa con? Sao giết? Bởi vì cái chuyện này chỉ có hai thằng bay biết thôi. Nếu mà không giết hai thằng bay, hai thằng bay là hai cái thằng nhiều chuyện nhất cái đảo này. Hai thằng bay biết là cả cái đảo này biết thì mặt mũi ta còn ở đâu? Tụi con không nói cho ai biết đâu. Không được. Giết. Không được. Tụi bay chắc chắn tụi bay sẽ nói. Không ấy, cắt lưỡi tụi bay. Mà cũng không được. Cắt lưỡi tụi nó vẫn còn cái tay, nó giết được. Người ta cũng biết vậy. Không ấy, chặt tay. Chặt tay con. Chặt tay, chặt tay, chặt chân, cắt lưỡi. Nhưng không được. Tụi bay vẫn còn có cách nói. Tao phải giết tụi bay. Mày đâu? Chú Đạo ơi, chú Đạo. Trước khi tụi con chết á, còn có cách này nè chú Đạo, là bảo đảm là bịt đầu mối mà diệt cỏ tận gốc luôn á chú Đạo. Diệt cỏ tận gốc hả? Dạ. Nói. Dạ. Hãy nói cho tao biết cái chuyện đó là chuyện gì. Tại vì cái chuyện này không phải hai con biết không đâu. Hả? Trời ơi, thấy chưa? Chưa gì, ngoài hai thằng bay còn bao nhiêu người biết nữa? Dạ. Còn dạ, một thằng nữa biết. Hai thằng bay còn một thằng nó biết nữa. Thằng đó là thằng nào? Nói ta sẽ giết thằng đó luôn. Dạ, thằng này nè. Tụi bay nghĩ sao tao tự đi giết tao, tao tự đi bôi nhọ của tao vậy? Hả? Phải giết. Phải giết hai thằng bay. Phải giết hai thằng bay. Dạ, chú Đạo ơi. Con đã có cách rồi chú Đạo. Cách gì mày nói đại đi. Dạ. Để xóa được vết nhơ của công chúa và giữ được uy danh của chú Đạo và công chúa thì con có một cách là hãy tán thành cho công chúa với chàng trai đó lấy nhau thì sẽ giữ được thanh danh của chú Đạo và công chúa. Không được, không được. Con ta là cành vàng lá ngọc, một công chúa rất là hiền hòa, cao sang quyền quý như vậy. Nghĩ sao thì gả cho một thằng chết đuối là dân chài thì còn còn cái gì là công chúa mà cao sang quyền quý của con ta. Dạ, dạ chú Đạo ơi, nói đúng đó. Người chết lúc nào cũng thật lòng của chú Đạo. Tại vì á, gả công chúa cho cái người đó đi thì công chúa sẽ không bị ô uế, người không bị tiếng xấu đồn xa. Chứ giờ mà chú Đạo không gả, dù có giết hai con á, mười mốt biết đâu có người nào nói nữa thì công chúa sẽ bị ế, không ai lấy nữa đâu chú Đạo. Đừng nói nữa, ta đau lòng quá. Bây giờ ta phải làm sao? Làm sao đây? Mình phải có cách nào? Ta có cách. Muốn xóa vết nhơ của con ta, muốn bảo vệ danh dự của con ta thì còn một cách duy nhất. Gã. Chờ một chút. Gã. Không gã. 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 Tôi mệt quá. Gã. Không gã. Không gã. 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 Không gã. Không gã. Không gã. Không gã. Gã. Không gã. Vậy là cuối cùng không gã đó hả? Không được. Gã. Thank you.
là bụt đi. Ông là ông bụt hả? Phải. Mấy ngày nay ta thấy con lang thang đi tìm chồng, làm cho ta không khỏi động lòng. Nay ta đã có cách giúp con. Dạ. Ông ơi, ông giúp con tìm chồng con đi. Ơn này con xin gắn hộ ông nhiều lắm. Được. Vậy con hãy xòe tay ra. Ngậm viên ngọc này vào miệng, con có thể bay ra biển cả mà tìm chồng. Nên nhớ phải ngậm miệng thật chặt, đừng để ngọc rơi mà nguy hại đó. Dạ, xin nghe lộn vậy. Ông ơi, ông Tiên ơi. Dạ, con cảm ơn nhiều lắm. Con cảm ơn nhiều lắm. Chàng Út trôi dạt vào một phần đảo xa và được công chúa cứu sống. Theo quy định của đảo, công chúa sẽ lấy chàng Út làm chồng, nhưng chàng vì thương nhớ vợ hiền nên chẳng thuận lòng. Công chúa đem thức ăn đến cho người nè. Cảm ơn công chúa nhiều. Chàng đã bình phục hẳn chưa? Có còn đau chỗ nào nữa không? Đa tạ công chúa đã cứu mạng. Nay tôi cũng đã bình phục rồi. Mong công chúa cho tôi sớm trở về với quê nhà. Về đâu? Đây là nhà của chàng mà. Chàng trở về đâu nữa? Chàng á sẽ là người nối ngôi, cai quản hòn đảo này. Công chúa, chắc công chúa chọc tôi đúng không? Công chúa nói gì tôi không hiểu gì hết. Dạ thưa, chúa đảo truyền lệnh khi nào người khỏe hẳn, chúa đảo sẽ làm lễ cho người được kết duyên cùng công chúa. Không, không được đâu. Tôi phải trở về đất liền. Tôi có vợ ở đất liền mà. Không được đâu công chúa ơi. Tại sao lại không được? Chàng có biết á, ta đã cứu chàng, ta đã ôm chàng vào lòng, ta phải làm vợ của chàng. Đó là luật lệ của hòn đảo này. Công chúa ơi, không được đâu công chúa. Tôi đã nói rồi, tôi đã có vợ ở quê nhà. Làm ơn đi, vợ tôi đang mong chờ tôi lắm, cho tôi trở về đi. Đây á là luật lệ của hòn đảo này. Nếu chàng giống chống lại thì chàng sẽ bị bêu đầu đó. Vậy thì mong công chúa cho tôi gặp chúa đảo, tôi sẽ năn nỉ ngài ấy. Tôi nói rồi, vợ tôi mong chờ tôi về từng ngày. Tôi mà không trở về chắc cô ấy chết mất. Ta mong rằng chàng sẽ suy nghĩ lại. Chàng đang ở một hòn đảo rất là xa đất liền. Nếu như chàng không làm chồng của ta đó thì chàng cũng không bao giờ trở lại đất liền được đâu. À! Công chúa. Thiếp xin chàng hãy bình tâm. Thiếp mong rằng chàng sẽ suy nghĩ lại. Chàng ở đây,
chàng sẽ được làm chúa đảo, sẽ được có vợ đẹp, sướng gấp trăm ngàn lần khi ở nhà. Thôi, thiếp sẽ lui bước để chàng nghỉ ngơi. Nhờ sự giúp đỡ của tiên ông, vợ Út đã đến được hòn đảo xa tìm gặp chồng. Vợ chồng sum họp vui mừng khôn xiết. Nàng Út nhanh chóng cứu chồng trở về đất liền. Vợ ơi, mở mắt ra được chưa? Ủa, mình đang bay. Bay. Ủa, bằng sao vợ tới được đảo hay vậy? Vợ bay hả? Ồ, hay quá vậy. Sao vợ không nói gì với chồng vậy? Nói đại câu gì gọn gọn nghe dễ thương nha. Nói để cho anh biết sao em bay được. Nói cho biết đi. Lát tụi vô bờ nói cho anh nghe. Kỳ miệng kỳ á. Ủa, bộ giận anh chuyện công chúa hả? Không, đừng có nghĩ vậy nha. Anh với công chúa không có ý gì đâu. Trời ơi, giận cái gì mà giận. Người ta đã nói là không có nói được mà. Thôi. Vậy không nói chuyện với anh tức lắm. Bây giờ quay lại cái đảo đó đi. Về nhà mà hả, nghĩ sao hai vợ chồng nói chuyện nhau, giận nhau vậy hoài sao sống được. Thà anh quay về đã, anh cưới ông chú, không bao giờ anh về nha. Bây giờ có nói không? Nói một câu đi. Không nói thì thôi, quay về đảo. Mệt quá, quay về đảo. Trời ơi, ở đó là mở miệng không có được. Mở miệng ra rồi rớt xuống biển liền á. Ngày nay chúng ta thường thấy loài sam biển bao giờ cũng bơi theo từng cặp, con cái bám vào lưng con đực. Người ta cho rằng đó chính là hiện thân của đôi vợ chồng người đánh cá chung thủy ấy. Sống cũng như chết, họ chẳng muốn rời nhau nửa bước. Vợ xong rồi má. Nhà ta vậy mà lễ vật đơn sơ quá, kỳ quá con. Phải chi nhà mình kha khá thì cũng đỡ tuổi cho con. Không có sao đâu má, mấy năm nay á cha mẹ bên đó biết nhà mình như thế nào rồi mà. Thì người ta chấp nhận con là người ta có cái nhìn xa, người ta thấy con có tương lai chứ không phải là không đâu. Như mấy năm nay con qua bển á, là coi như con đi ở rể. Việc nặng việc nhẹ là con làm hết. Rồi lễ Tết dỗ chạp con cũng không có thiếu quà cáp trong dịp nào. Nhưng mà dù sao á, cưới hỏi cũng có một lần. Lễ vật đơn sơ như vậy cũng tội cho con gái người ta quá con. Má à, hôm nay là ngày vui mà. Má đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Sau này mà con công thành danh toại nha, con sẽ đền bù cho hiền thê của con gấp 1.000 lần như vậy nè. Cũng tốt đó con, má mong như vậy đó. Thôi bây giờ má con mình đi đi, để trễ giờ, nhà đàn gái chắc là đông đủ hết rồi đó. Dạ, mình đi má. Má thấy con có đẹp trai không má? Đẹp. Đi mau đi con, để không thôi trễ đó. Dạ. Dạ bà ơi, nhà con đi vắng hết trơn rồi, không có ai hết đó bà. Chị nói sao? Đi vắng hết rồi hả? Dạ. Hôm nay nhà có đám hỏi mà. Đi vắng là đi đâu? Đi thiệt hay là không muốn làm đám nữa? Con không có biết nữa bà. Thì ông biển sao thì con nói vậy hả? Con để tôi vô coi sao. Bà ơi. Nè, có dạ. Chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Dạ ông ơi, con có cản rồi mà bà nhất quyết đòi vô hả? Người vô đi. Dạ. Ông xui, con hầu gái của ông nó làm sao vậy? Nó không biết bữa nay là nhà có người đi tới dạm hỏi hả? Nó ăn nói cái gì lung tung nghe tức cười quá. Không có tức cười đâu, nó nói đúng đó. Tôi quỷ rồi, tôi định qua bên bà để nói chuyện này nè. Vợ chồng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi,
tôi không thể nhận lễ vật. Thôi, mong bà thông cảm. Ông nói vậy là sao? Thật ra mấy năm nay á, con gái của tôi nó không chịu, mà tại hai vợ chồng tôi ép nó đó. Nó ráng nhìn xa, bởi vì thấy thằng Quyền Quang á cũng chịu khó ham học, mà mấy năm rồi không thấy nó đỗ đạt gì hết á, nên con nhỏ chán rồi. Cha nói với vợ con cho con thêm thời gian đi cha. Kỳ thi năm nay con sẽ thi đậu mà cha. Thôi, bên tôi không nhận lễ gì hết á, nhà sắp có khách nữa, cảm phiền hai người về cho nha. Thôi, về con. Chào ông. Dạ, chào ông. Nay á, tôi dẫn con trai của quan phủ sứ đem á, chút quà qua đây. Thì ra là vậy. Giữa con trai quan phủ sứ với đứa học trò mặt trắng, chắc phải chấm cái gì tốt hơn chứ. Nhưng mà có nhất thiết là phải ngay hôm nay không? Để cho con trai tôi nó đau lòng. Dù sao á, mấy năm nay nó cũng tới lui chu toàn mà. Nè, cái chuyện nó tới lui á là do nó tự nguyện. Thôi bà về đi, đừng có làm thui chuyện người ta nữa. Ông nói đúng đó. Bà với thằng con đi về trước đi. Hả? Thua kéo này mình bày kéo khác. Lát về tôi ghé nhà cho nghe. Về đi. Mình về thôi má. Về đi, chúc tôi ghé. Dạ. Thôi, mời vô nhà nói chuyện. Vô cậu. Dạ. Cơm nước xong rồi vô ăn đi con. Dạ, bà ăn trước đi, con thấy chưa đói. Con à, con đừng có buồn nữa. Mất mối này thì còn mối khác. Với lại người ta dễ thay lòng đổi dạ như vậy, mất cũng nên mừng con à. Dạ, con biết rồi. Mà con nghĩ như vậy nè má, con sẽ đi học lại. Con nghĩ như vậy là phải đó. Mẹ con làm gì đó? Chị, trời đất ơi, bữa giờ hả, tôi lu bu mắc lo cho cái đám kia. Kiếm người vừa tâm, vừa xứng với con chị. Đúng rồi, xứng với con chị. Dạ khỏi đi cô ơi, con không nghĩ tới chuyện đó nữa đâu. Ê bạn nghe, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Trời ơi, đừng có bi quan, còn trẻ mà, đừng có lo. Cô kiếm ra rồi, cái mối này cũng được lắm á nghe. Nè, để coi, con nhà cũng đàng hoàng, có điều không có giàu như cái mối kia. Nhưng mà hả, nghe nói con gái cũng đẹp gái, dễ thương, sáng láng, đáng yêu lắm. Chị á, coi mà lo chuẩn bị sinh lễ qua hỏi đi. Hen, được thì cưới luôn, khỏi ở rể, nghe. Tranh thủ đi chứ mà dùng mất cái mối này là tội nghiệp bà mối này lắm, nghe. Dạ thưa anh, chắc là bên nhà cũng đã nghe bà mối nói rõ về gia cảnh của nhà tôi. Mẹ quá, con côi. Dạ thôi vậy, tôi nói luôn. Sau khi tìm hiểu, tôi thấy anh chàng này cũng chịu khó, ham học, tính nết cái gì cũng được hết. Còn gia cảnh á, thì lúc này lúc khác. Ăn thua là có chí hay không thôi. Dạ đúng rồi, nói về con trai của tôi thì... Xin lỗi chị, tôi chưa nói hết. Dạ. Còn một điều duy nhất mà tôi thấy không ổn, đó là xét về gia trạch. Sau khi coi thầy, thầy nói bên chị không có số làm nên, không phải là nơi nương tựa cho con gái tôi lâu dài. Cho nên mong chị cảm phiền, tôi không thể nhận lễ vật được. Dạ thưa, có số làm nên hay không? Bác cho con thêm thời gian. Thôi đi con à, người ta đã suy nghĩ kỹ rồi mới nói. Cảm ơn chị đã thông cảm. Xin cứu hai mẹ con.
mình về đi con. Sau hai lần bị từ hôn, Huyền Quang dành hết tâm trí ngày đêm vùi mài kinh sự, tạm thời không nghĩ đến việc lập gia đình. Quang à. Dạ. Nghỉ uống miếng nước đi con. Dạ. Con cảm ơn má. Con đó, có học thì học, nhưng mà phải ráng giữ gìn sức khỏe nghe chưa. Cứ lo học ngày học đêm, coi chừng bệnh đó. Dạ con biết rồi mà má. Cơm canh nguội ngắt hết rồi, sao con không vô ăn? Bộ con muốn học cho chết hay sao mà bỏ ăn bỏ ngủ vậy? Kỳ thi sắp tới rồi mà má. Con muốn làm trạng nguyên cho má nở mày nở mặt thì con phải học hành thôi. Con à, con không cần phải ráng vì chuyện đó đâu. Má biết con vẫn còn đau lòng vì chuyện cũ, nhưng khi thành danh rồi thì nhân duyên mới nó sẽ tới, mà không phải thứ nhân duyên vì tình. Còn người thương mình á, dù mình không có là ai mà họ vẫn thương mới là quý. Con sẽ gặp được người đúng như vậy, con đừng có lo. Con bây giờ không nghĩ tới chuyện yêu đương gì nữa má. Con bây giờ chỉ muốn chú tâm vào học hành thôi. Con đừng có nói vậy làm má đau lòng. Cũng vì cha mẹ quá nghèo nên duyên con mới lỡ dở như vậy. Nếu không, con đã con bồng con ẵm như ai rồi. Má à, con đâu có nói với má là con với vợ đâu. Hiện tại bây giờ con chỉ muốn chuyên tâm học hành thôi, để sau này con đỗ đạt, con công thành danh toại rồi. Lúc đó con sẽ lấy vợ cho má vui như má. Thiệt vậy hả con? Dạ. Loa loa loa, trạng nguyên tân khoa Trần Huyền Trang sắp vinh quy bái tổ về làng. Lệnh cho già trẻ gái trai chuẩn bị ra đón chào. Phu nhân ơi, phu nhân. Phu nhân ơi, có tin vui phu nhân ơi. Phu nhân có tin vui. Có tin vui. Cô mối, có chuyện gì quá. Tôi không biết gì hết. Cô gọi ai là phu nhân? Tôi gọi bà là phu nhân chứ ai nữa. Trời, bà không biết gì trơn hả? Tôi nói bà nghe, ăn ở có phước đức lắm, nên bây giờ trời thương mới cho cái phước vậy nè. Nhìn là coi như hào quang tỏa sáng. Nhà này là nhà giàu lâu lắm rồi, bây giờ mới bộc phát lên nè. Cái gì? Lần này đảm bảo rạng rỡ mặt mày, không bao giờ được quên tôi đó nghe. Nghe nè.
Trạng Nguyên Tân Khoa Trần Huyền Trang sắp vinh quy bái tổ về làng. Lệnh cho già trẻ gái trai chuẩn bị ra đón trạng. Phu nhân, phu nhân, phu nhân, bà phải giữ gìn sức khỏe hen. Kể từ bây giờ bà lo chuẩn bị đi, không có cần phải đi đâu hết á. Đảm bảo với bà nghe, nhà gái tứ phương sẽ chủ động kéo tới đây tha hồ mà lựa chọn dâu. Tôi cũng nhờ chỗ thân tình với bà mà kỳ này á được mối làm ăn lớn rồi nghe. Thiệt là may mắn quá đi. Má ơi, má ơi, má ơi, má ơi, má ơi, má. Con. Má. Con. Dạ. Con ơi, má bị sao vậy? Con thấy má xanh xao quá. Má không có sao. Má thấy con về má mừng quá à. Dạ. Nhưng mà sao con? Má qua ngồi đi, con kể má nghe. Má ngồi xuống đi. Má biết không, lúc nãy con nói ngựa xe dừng đầu làng để cho con đi bộ về đây. Với lại sắp tới con làm qua trong triều rồi, con không biết là có được cảm giác an yên như vậy hay không nữa. Vậy là ước mơ con đạt được rồi. Đại đăng khoa đã có rồi, bây giờ con phải mau mau kiếm cho má một tiểu đăng khoa đi. Con rể ơi, con rể nghe tin con đổi trạng, cha mừng lắm. Cả đêm cha ngủ không được. Nói gì nói cũng lùi tới mấy năm trời chứ ít gì. Nè, ông nói ai là con rể? Chẳng phải con rể của ông là con quan đốc phủ sứ đó sao? Vậy mới nói làm người ai không mắc sai lầm chị. Tôi mới nhận lễ thôi, thằng đó coi bộ vậy chứ nó không được. Không bằng con rể tôi nữa nè. Tôi hồi rồi, trả lễ mấy hồi chị xui. Không có cửa đâu nghe, nhận rồi trả, trắng trợn quá vậy. À, chị xui, tại hôm bữa ông thầy bối nói bậy, chứ tôi á là tôi nói Huyền Quan nó được, chị nhớ không? Mà thôi, chuyện cũ á mong chị xí xóa, mình làm xui nha chị. Đâu ra vậy? Đừng nói mấy người qua đây đòi làm lành nha. Cũng ông ha, rồi ông nữa ha. Thấy ghê quá. Thấy người ta sang bắt hoàng làm họ hả? Ủa, cái lúc trả lễ từ hôn người ta không nói sao á? Nói gì nhớ không? Em không nhớ. Dạ, con chỉ vừa mới thi xong thôi, phải lo việc quan, chưa thể nghĩ tới chuyện này. Dạ lại con cũng mới vừa đậu thôi, còn sự nghiệp quan trường con chưa biết ra sao nữa. Đúng đó, con trai tôi không phải là cái đứa nó ham bon chen, chưa biết sự nghiệp rõ ràng ra sao. Đó, mấy ông thấy đó, con tôi nó cũng ăn mặc lùi xùi vậy đó. Trời đất ơi, quần áo đâu có nhầm nhò gì đâu. Tôi biết được tố chất của thằng rể tôi mà. Thôi dẹp đi. Có hơn có thua gì cũng không tới lượt mấy người ha. Con à, Quang. Trời Quang ơi, bây giờ hả mình là quan rồi, đừng có hả mà mất thời gian với mấy người ở đâu đâu hen. Cái thời gian của mình là vàng là bạc là quý báu, phải dành cho những việc gì đó thiệt là quan trọng. Thí dụ như là cái danh sách này nè, coi như là tôi chuẩn bị một cái sớ dài lắm luôn. Quang muốn cỡ nào là có cỡ đó. Nè Quang coi nè, thí dụ nghe. Gái phú ông này được không? Thôi thấp quá bỏ đi. Gái quan tri huyện không được hen, bỏ luôn. Rồi quan án đi là ngon cơm ngon lành luôn. Quan án nha, chọn cái này đi. Nè, chọn á. Nếu nói như vậy á cũng không tới lượt bà may mối đâu nha. Người ta làm quan ở trên triều đình thiếu gì gái kinh kỳ, con quan đầu triều không lẽ về cái xó này cứ vợ hả? Đi về. Tân Khoa. Dạ. Trời ơi, dáng cao ráo, mặc trang phục vô một cái đẹp liền, có tư chất, đẹp lắm. Quá khen. Lần đầu xuống xính mũ mão như vậy tôi thấy ngượng ngạo lắm. Có gì đâu, từ từ rồi cũng quen.
Nhưng mà tôi nói thiệt, đẹp, đẹp lắm. Cho nên á, ngài cứ thẳng lưng mà đi thôi. À, quên nữa, hôm qua có người biết tôi cận kề với hoàng thượng, thế nào cũng có dịp gặp ngài, cho nên đã nhờ tôi chuyển lời đến ngài. Chẳng hay là ai muốn nhắn tôi có chuyện gì? Thượng thư bộ lại muốn mời ngài á đến tư gia của ổng để dùng bữa. Chết thiệt, tôi chỉ là chàng học trò thôi, tới nhà quan lớn quyền cao chức trọng quả thật tôi không dám. Nè, bậy. Từ nay về sau á, ngài phải loại bỏ cái suy nghĩ mình là học trò đi. Lúc chưa đậu á, thì là vậy, nhưng bây giờ là đậu rồi thì chẳng là một bước lên voi. Nói thiệt, tôi biết á, dùng cơm chỉ là cái cớ. Chủ ý của ổng á, là muốn trạng dòm mặt cô con gái đôi tám vừa tới tuổi cặp kê của ổng đó mà. Chuyện đó sao, sướng chưa? Hay là muốn chờ mối ngon hơn? Mà nè, tôi nói thiệt nha, từ lúc cái tên của Trạng được sướng lên, ta nói rất nhiều quan rỉ tai tôi, nhờ tôi cho cơ hội ra mắt con gái với Trạng. Quả tình sao, tôi sướng chưa? Nhưng mà thôi đi, tôi nói chân tình, theo tôi á, thì Trạng từ từ thủng thẳng, ngày dài tháng rộng, tha hồ mà lựa chọn. Giống như hôm nay nè, không phải á, hoàng thượng chờ ngài để chào bái cái chuyện nhậm chức không đâu. Không chỉ có chuyện đó, chỉ còn chuyện gì nữa? Làng dày, hoàng hậu đang kén phò mã cho công chúa ba. Với cái vẻ rạng ngời này, Trạng chỉ cần gật đầu, ắt mọi chuyện sẽ thành. À, mà nè, nếu hoàng hậu mà có hỏi á, thì Trạng nhớ nói nhỏ giùm tôi là nhờ tôi mách đó nghen. Khó khăn thì chẳng ai nhìn, đến khi đổ Trạng 8.000 nhân duyên, thật là... Thằng con tôi cứ để ở nhà là hư, nên mẹ nó biểu tôi gửi cho Quang Anh để Quang Anh coi xếp cho nó một chân trong hình án, để sau này thì nó ra nó có làm quan lớn. Làm quan án là phải có học hành, phải có thâm niên, chứ không phải gửi gắm là được. Trời ơi, thái tử đó có học hành gì đâu, cũng làm vua đó. Tôi biết chuyện khó nên mới gửi cho Quang Anh, mà tôi cũng đâu có để cho Quang Anh chịu thiệt đâu. Cái quyền kiểm soát giao thương các cảng đó tôi với Quang Anh chia đôi, chịu chưa? Mà nó có chịu làm không? Tôi nghe nó chỉ có ăn chơi. Quang Anh ơi, nó chịu làm hay không á đâu có quan trọng, mà quan trọng là Quang Anh có chịu nhận hay không kìa. Hoàng thượng lâm triều. Hoàng thượng giảng quân. Trẫm miễn lễ, các khanh hãy bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Trạng Nguyên Tân Khoa lần đầu diện kiến, quả là đúng là khôi ngô tuấn tú, diện mạo hơn người. Dạ bẩm hoàng thượng, coi bộ hoàng thượng đã chấm được phò mã ba rồi à. Nếu đúng là như vậy thì Trạng nghĩ sao? Muôn tâu hoàng thượng, thần khổ công đèn sách, thần chỉ muốn giúp nước, không muốn nghĩ tới hạnh phúc riêng tư. Thật vậy sao? Cho dù là phò mã, biết bao nhiêu là lời hứa hẹn, khanh cũng có thể chọn được một hạnh phúc cho riêng mình mà. Bẩm hoàng thượng, thần đã nguyện không thành gia thất, để mình tự do tự tại phụng sự đất nước. Xin hoàng thượng bỏ quá cho. Sao khanh lại nói bỏ quá cho? Mà ngược lại, ta rất là mừng. Mừng vì có một triều thần trung thành, giỏi giang, lại hết mình như khanh đó. Thôi, bây giờ ta thiết triều, các khanh ai có cần gì thì cứ bẩm báo.
Trạng ơi, Trạng ơi Trạng, có tin cấp báo. Có chuyện gì? Bá mẫu ở nhà đang bị bệnh nặng, Trạng mau gấp rút về thăm đi. Về chi, đừng có lo cho má, con vừa mới về đó thôi. Má, con tính là con sẽ về ở luôn với má. Con sẽ mở lớp dạy học cho mấy đứa trẻ con nít, để vui cảnh thanh bận thôi má. Con sao vậy? Má thấy con không được vui. Phải khó khăn lắm con mới được lên chốn đó. Vô rồi mới biết, bao chuyện chướng tai gai mắt, kẻ xấu thì kết bè kéo cánh, hãm hại người hiền. Bao nhiêu người hiền bị họ hãm hại rồi dạt ra hết. Con chán ngán cảnh này lắm rồi má à. Con à, chốn quan trường từ cổ chí kim là vậy đó con à. Con cứ lo chăm chỉ làm việc của mình thôi. Trăm người tham cũng có một người ngay, cũng còn đỡ cho dân cho nước. Không có dễ như vậy đâu má. Nếu như mà mình ngay á thì mình chổi lại với kẻ tham, mình sẽ không được yên đâu. Thôi má cứ nghỉ ngơi đi, con nói vậy thôi chứ con còn chịu được mà. Bao nhiêu mối may, không lẽ con không chấm được ai? Nói gì thì nói, con cũng phải yên bề gia thất rồi má mới yên lòng nhắm mắt. Má đừng có nói gỡ như vậy. Ngày xưa không phải má từng nói với con là nhân duyên con người ta, đến khi nào mà có quan tước thì đó là nhân duyên vì tình sao? Nhưng bây giờ lòng con đã chai đá rồi, con không còn nghĩ tới chuyện tình yêu nữa má. Giảng tuế. Chậm miễn lễ, các khanh hãy bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Ta chi buồn cùng Trạng, thân mẫu đột ngột qua đời. Ta hiểu khanh đang rất đau lòng. Muôn tâu hoàng thượng, quả thật sau khi mẹ mất, thần không còn thiết tha gì nữa. Hôm nay thần mạo muội dám xin hoàng thượng cho hạ thần từ quan, trả lại áo mão cân đai, lên núi tìm nơi yên tĩnh tu hành nơi cửa Phật. Tạ ơn hoàng thượng ân chuẩn, xin cáo biệt hoàng thượng. Ta đã dùng mọi cách để cản ngăn, dọa dẫm, năn nỉ, nhưng mà cũng không cản được khanh. Thôi thì không là một công thần thì hãy là một vị tôn sư chí kính cũng đáng quý mà. Ta rất tin ở khanh, khanh sẽ làm được. Sau này nếu có cần gì cứ báo với ta, ta sẽ hết lòng giúp khanh. Thần sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng hoàng thượng. Thần xin giả biệt hoàng thượng. Đại nhân, trước mắt thần phải lo tu thân học đạo, không dám làm phiền hoàng thượng. Xin hoàng thượng hãy bảo trọng. Khanh cũng bảo trọng. Dạ. Thật đáng tiếc, một công thần chánh trực lại bỏ ra đi, còn khanh đó. Dạ. Hãy để mắt tới Trạng, coi Trạng có cần gì hãy giúp đỡ Trạng kịp thời. Tuân lệnh hoàng thượng. Huyền Quang tu hành chăm chỉ, chẳng bao lâu đã thông lào tất cả kho tàng kinh sách nhà Phật.
xét tài học hơn người, thông lầu kinh sách. Nay trẫm ban cho ngài quyền quan danh hiệu quốc sư, trông coi diện trúc lâm, trụ trì chùa lớn, lấy tri thức lẫn đức độ, hộ trì chánh pháp cho Phật tử gần xa, khâm thử. Tạ ơn hoàng thượng. Tu hành chăm chỉ, chẳng bao lâu đã thông lầu tất cả kho tàng kinh sách nhà Phật. Tài học hơn người, thông lầu kinh sách. Nay trẫm ban cho ngài quyền quan danh hiệu quốc sư, trông coi diện trúc lâm, trụ trì chùa lớn, lấy tri thức lẫn đức độ, hộ trì chánh pháp cho Phật tử gần xa, khâm thử. Tạ ơn hoàng thượng. Ít lâu sau, hoàng thượng băng hà, thái tử lên nối ngôi. Hay, hay, khúc cao sơn của nàng thật sự là rất hay. Dạ. Và nàng cũng là người con gái tài sắc vẹn toàn. Bẩm hoàng thượng, đã tới giờ thiết triều ạ. À. Ta biết rồi, ngươi không cần phải nhắc. Ta đang vui. Nàng đánh tiếp đi. Nhưng hay là hoàng thượng thiết triều đi, lát nữa xong thần thiếp sẽ hầu tiếp. Ta muốn nghe tiếp, nàng cứ đánh tiếp đi. Tiểu nữ xin tuân lệnh. Hoàng thượng, ta biết rồi, có việc gì quan trọng đâu. Việc gì các quan cũng đã lo hết rồi mà. Biết là vậy, nhưng mà hoàng thượng cũng không nên tới trễ. À, còn một điều nữa, đó chính là phải làm lễ cầu siêu cho linh hồn tiên đế. Hoàng thượng muốn ai đảm nhận chuyện đó à? Ta nghĩ chắc nhà ngươi cũng có ý rồi chứ gì. Bẩm,
Như hoàng thượng cũng biết, sinh thời tiên đế rất sủng ái tổ sư Đại Trúc Lâm. Hay là bây giờ mình mời tổ sư về đây để đảm nhận trách nhiệm này đi ạ. Quyền quan cũng được, ta cũng nghe nhiều, và ta cũng muốn gặp mặt xem tại sao phụ hoàng ta lại sủng ái ông ta như vậy. Cho triệu quyền quan. Tuân lệnh. Điểm Bích, nàng hãy tiếp tục đi. Dạ. Thầy về kinh thì phải có dân xe ngựa chứ, đi sao mà đi bộ như vậy mà muốn chết. Nếu người nào biết vậy thì tại sao lại còn đòi theo ta? Ta còn trẻ khỏe, muốn vừa đi vừa ngoạn cảnh lại khỏe chân nữa. Ngươi sợ mệt thì quay về coi ao đi. Không mà không phải mà, con muốn về coi kinh đô. Thầy, về kỳ này thầy nhắc hoàng thượng xây thất cho thầy đi. Thái thượng hoàng hứa rồi mà chẳng thấy làm gì hết, mà để thầy phải cực khổ như vậy. Đâu có phải hoàng thượng quên đâu, tại ta muốn ở am cũ, vừa mát vừa có cây cối, giả lại qua thiền viện nó cũng gần. Vậy con chỉ xây nhà hộ xá cho tăng ni, thầy phải nhắc chứ. Cứ để từ từ rồi cũng có cách. Hoàng thượng mới vừa kế vị, việc nước còn đầy ở đó. Thôi, chúng ta đi thôi, kẻo trời tối. Dạ. Đàn ông tuổi này trẻ trung hừng hực mà tu hành, diệt dục khổ hạnh, đúng là khó tin. Sao ta không thử coi ông sư tổ trẻ này đạo cao đức trọng cỡ nào, trước gái đẹp có vững lòng không? Suốt mấy ngày đêm thức trắng tụng niệm, ta nghĩ sư phụ cũng đã mệt. Bỗng hoàng thượng, như vậy vẫn không thấm vào đâu so với những dịp đại lễ. Vừa trụ trì vừa giảng pháp rộng rã suốt mấy tháng trời, sức thần còn khỏe, xin hoàng thượng đừng lo. Ta cũng nghĩ sư thầy còn hừng hực lắm. Ở đây ta có 10 lượng vàng, để tạ công khó nhọc, sư thầy cứ mang về mà dùng. Và bỗng hoàng thượng, thần là người tu, đâu cần tới vàng bạc. Tạ ơn hoàng thượng, thần không thể nhận. Nè, đây là quà của vua ban, sư thầy mà không nhận coi chừng bị tội khi quân phạm thượng đó. Mô Phật, bẩm, thần thật sự không thể nhận được vàng này. Vậy thưa thầy, chẳng phải ta cần xây hộp xá cho tăng ni sao? Vô lễ, người lớn nói chuyện ai cho ngươi xen vô? Thưa thầy, chú Tiểu nói đúng đó, vàng bạc có bao giờ thừa đâu. Chẳng phải tổ Trúc Lâm phải cai quản cả thiền viện, bao nhiêu là chi phí. Dạ bẩm, nếu hoàng thượng đã nói như vậy, thần xin phép nhận, đội ơn hoàng thượng. Quan thị. Dạ. A Di Đà Phật.
Hoàng thượng, sao ngài cứ nhìn tiên nữ hoài vậy? Giống như là mặt tiên nữ dính lọ vậy đó. Ta đang nghĩ nàng rất hợp với ý định của ta. Hoàng thượng muốn sai tiện nữ làm cái gì, ngài cứ nói. Nàng nghĩ sao về quyền quan? Ý hoàng thượng là Tổ Trúc Lâm. Ngài ấy thì khỏi nói rồi, đức độ cao vời, tài mạo song toàn, ai ai cũng kính trọng. Ta thì không nghĩ vậy. Đúng hơn, ta thấy nghi ngờ. Tuổi đó sức đàn ông hừng hực, nếu nói đã hoàn toàn diệt dục thì ta không tin. Người phàm tục thì đúng vậy, nhưng mà ngày ấy thì tu hành bao nhiêu năm, ở trên núi, thở khí trời, thân chai tịnh nhiều năm, cũng có thể lắm chứ. Ta vẫn muốn thử xem có phải thật như vậy hay không. Cho nên nàng phải khăn gói lên núi, làm sao quyến rũ được sư ông đó bằng được cho ta. Hoàng thượng, nàng thắng thì ta sẽ loại bỏ được một tên sư hổ mang đội lốt đạo hạnh. Còn thua, ta mới tin ông ta thực sự là chân tu đắc đạo, xứng đáng là Tổ Trúc Lâm. Đi đi, rồi ta thưởng. Trước khi quyền quan về, ta có đưa cho quyền quan 10 lượng vàng, làm sao nàng lấy ít nhất 1 lượng vàng về làm tang chứng, cho ta tin là nàng đã quyến rũ thành công. Nếu bỏ cuộc giữa chừng, ta quyết không tha. Hoàng thượng, con nói sao? Là nữ thí chủ. Dạ. Sao con không kêu người ta đi chùa khác? Đây là chốn tu hành mà. Con cũng nói dữ lắm chứ. Mà người này vừa bị cướp, vừa kêu cứu, khóc lóc thảm lắm. Thầy cứ ra đi rồi biết. Thôi được rồi, ta ra đó coi sao. Chào thí chủ. Thầy cứu con đi thầy, bọn nó tính giết con đó thầy. Thí chủ là ai, có chuyện gì? Dạ, thân gái dặm trường đi một mình nên bọn cướp hết tư trang của con, tính làm chuyện đồi bại với con. Cũng may á là con chạy thoát, hên sao con chạy được tới đây. Con xin thầy đừng đuổi con đi. Bây giờ mà thầy đuổi con đi, con xuống dưới bọn chúng sẽ giết con đó thầy. A Di Đà Phật, cứu con đi thầy. Nhưng mà đây là chốn tu hành toàn năm, nhưng ta e không tiện. Thầy nỡ lòng nào đuổi con xuống dưới để bọn cướp giết con sao thầy? Muôn Phật, nhưng mà con chỉ cần cảm giác nương tựa là đủ, con ở ngoài hiên cũng được mà thầy. Con năn nỉ thầy giúp con. Thầy giúp con đi thầy. Thầy ơi, con xin thầy. Thiệt là không phải, nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Thôi thì để ta thu xếp cho thí chủ ở đỡ ngoài đây. Dạ, con chỉ cần như vậy thôi. Con tạ ơn thầy đã rủ lòng thương xót con. A Di Đà Phật. Tiểu Thanh. Tiểu Thanh. Dạ. Ta nghe có tiếng khóc ngoài đó, ngươi hãy bước ra ngoài coi sao. Dạ. Nhà bấm thầy, không có chuyện gì hết. Thank you.
lạnh quá. Lạnh quá. Lạnh quá. Lạnh quá. Sợ quá. A Di Đà Phật. Con lạnh quá, con sợ quá thầy. Mô ơi Phật. Thí chủ, chẳng hay thí chủ có điều gì? Con sợ lắm thầy ơi. Tụi nó đang rình bắt con đó thầy. Kìa thầy, tụi nó ngoài kia kìa thầy ơi. Thầy ơi. Nam Mô A Di Đà Phật. Đó chỉ là bóng lá lay động thôi. Tại vì thí chủ sợ quá nên tưởng tượng vậy thôi mà. Ở ngoài này sợ lắm thầy ơi. Chim kêu, lá rơi xào xạc cũng làm con giật mình nữa. Vừa sợ vừa lạnh thấu xương, con làm sao mà ngủ được hả thầy? Mô Phật. Nhưng mà lỡ tụi nó tới đây bịt miệng con rồi bắt con đi thì ai mà biết hả thầy ơi? Thầy thương thì thương con cho trót đi thầy. Mô Phật. Thầy cho con vô trong ngủ được không thầy? Đi mà thầy. Thí chủ à, thí chủ cũng biết rồi đó. Trong đó là chỗ tu hành, là nơi tụng niệm. Tại con chỉ cần vào trong ngồi nghe thầy tụng niệm là được rồi. Thầy ơi, thầy nỡ lòng nào để một nữ nhi yếu đuối ngồi ngoài này lạnh thấu xương hả thầy? Lỡ tụi nó bắt con thì sao thầy? Con sợ lắm thầy ơi. Con sợ lắm. A Di Đà Phật. Con sợ lắm thầy ơi. A Di Đà Phật. Nếu thí chủ đã nói như vậy rồi, bây giờ thí chủ ở tạm ra ngoài này đi. Mô Phật. Dạ, con cảm ơn thầy. Thầy đúng là từ bi quảng đại. A Di Đà Phật, mời thí chủ. Mô Phật, vậy đêm nay thí chủ cứ ngủ ở đây đi. Trong này yên ắng rồi, thí chủ không cần phải lo lắng gì nữa. Dạ. Mô Phật. Sợ lắm. Thí chủ ơi, xin đừng làm vậy với người tu hành mà. Không, thí chủ buông. Xin hãy buông con ta ra. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thí chủ hiểu lòng rồi. Ta chỉ thấy ở đây vắng vẻ, khung cảnh lại hữu tình, chỉ có hai ta. Thiếp thuận tình, chàng sợ gì chứ? Mô Phật. Thí chủ là ai? Tuy giả trang như vậy, nhưng nhìn cốt cách ta đã biết không phải con nhà nghèo khó. Ngay từ đầu ta đã biết câu chuyện của thí chủ kể không có thật. Tại sao lại tới đây cố ý chọc ghẹo kẻ tu hành như vậy? Nếu thí chủ không cải tà quy chánh, ta sẽ hô quán lên cho mọi người tới dắt thí chủ ra khỏi tu viện này ngay lập tức. Chẳng đúng là bậc chân tu thông tuệ, không có gì có thể qua mắt được chàng. Chàng nói đúng. Thiếp thực ra là con nhà thế phiệt. Cha thiếp làm quan ở một huyện vùng biển, vừa rồi thu được 3 vạn quan.
cho dân thu đài tải về kinh. Dọc đường thì bị cướp sạch hết. Quan trên thương tình mới cho cha thiếp trả góp. Cha thiếp chạy dậy bán nhà bán cửa mà chỉ được có một nửa thôi. Thấy cha tội quá, thiếp mới đành nghĩ cách để giúp cha mình. Thiếp thấy thiền viện khang trang, muốn gặp hòa thượng trụ trì, nhưng mà e là rất khó. Thiếp mới nghĩ ra hạ cách như vậy. Thiếp xin chàng mở lòng hải hạ cứu cha thiếp. Thiếp quyện đem thân nữ tỳ hầu hạ chàng suốt đời. Mô Phật, thì ra là vậy. Khá khen cho thí chủ có lòng hiếu thảo. Phải chi thí chủ nói sớm thì ta đã không đến nỗi nặng lời. Thí chủ đừng lo được, cứ nghỉ ngơi đi. Mai ta sẽ tiến triều tâu với hoàng thượng xá tội cho cha thí chủ. Xin chàng đừng làm như vậy. Chuyện của cha thiếp hơn là chưa tới tay của hoàng thượng. Chàng nói chắc chắn cha thiếp sẽ được tha, nhưng còn danh dự và chức vị sẽ không còn giữ được nữa. Xin chàng. A Di Đà Phật. Thí chủ đợi ta một chút. Nói mới nhớ, ta có số vàng này vẫn chưa có dịp dùng tới. Thí chủ cầm về lo việc cho cha đi. Thiếp cảm ơn, thiếp cảm ơn chàng rất nhiều. Mô Phật. Không chỉ một nén mà có tới tận 10 nén. Dạ hoàng thượng, ban đầu y giả bộ không cho tiền nữ vào trong, chỉ cần tiện nữ buông dài lời ngọt ngào là y đã mở cửa cho tiện nữ. Trăng thanh gió mát, phong cảnh lại hữu tình, tấm thân ngọc ngà dân hiến, cũng là người trần mắt thịt, hỏi lòng nào không lay. Quyền quan thật sự dễ lay động vậy sao? Hoàng thượng, quyền quan còn tặng thần thiếp một bài thơ trước khi phá giới. Sao? Quyền quan còn tặng nàng một bài thơ? Dằng dặc trăng mai ánh nước, hiu hiu gió trúc ngâm xinh, người vừa tươi tốt cảnh vừa lạ, mâu thích ca nào chẳng hữu tình. Hoàng thượng, ngài còn nghi ngờ tiện nữ nữa không? Ta sai quá. Hoàng thượng, theo như nàng kể, ta quả là quá đáng. Nửa đêm ta đem mở đông đưa trước miệng mèo, làm sao không sao động. Ta đã làm hại bậc chân tu trẻ tuổi rồi. Hoàng thượng, hắn tu hành mà còn sanh lòng tà đạo, hoàng thượng tiếc chi chứ? Thôi, nàng lui đi. Dạ, tiện nữ xin cáo lui. Tự nhiên vô cớ đi gài bẫy, làm sao mà thoát được? Ta phải làm sao đây? Tâu bệ hạ, thần không tin chuyện này có thể xảy ra. Ý ngươi là? Một thời gian quen biết Huyền Quan, thần biết Huyền Quan không phải là người dễ lay động trước nữ sắc. Hoàng thượng thử nhẩm lại bài thơ coi, lời lẽ rất là tầm thường nôm na, làm sao có thể so sánh với văn phong tao nhã của tổ sư Đại Trúc Lâm. Còn chuyện 10 nén vàng thì thiếu gì cách để lấy. Theo thần nghĩ, chỉ cần đánh vào lòng người đầy trắc ẩn và không màng đến của cải của Huyền Quan thì đâu có khó. Xin hoàng thượng xem xét. Người nói cũng có lý. Vậy bây giờ ta phải làm sao để biết ai đúng ai sai? Dạ bẩm, thần đã có cách. Lễ che rồng tháng 7 có rất nhiều đại đức, tại sao hoàng thượng lại chỉ dụ cho ta chứ? Chắc là hàng tượng tên này nhất á. Không đơn giản như vậy đâu. Thôi, ta cứ về kinh thành coi sao. Dạ.
Dạ, bẩm quan thượng, nếu như quyền quan trong sạch thì khi làm lễ trời Phật sẽ phù hộ, ắt những món mặn sẽ hóa chay. Còn nếu như bản thân thầy nhơ nhuốc ô uế thì trời Phật sẽ không phù hộ đâu. Bần tăng xin bái kiến hoàng thượng. Tiểu tăng xin ra mắt hoàng thượng. Giờ lành cũng đã đến, mời sư thầy Quyền Quang làm lễ. Mô Phật, mô Phật. A Di Đà Phật. Kẻ đệ tử này nếu như có làm điều gì bất chính, xin chư Phật cho đài xuất ông tỳ địa ngục. Còn nếu không, xin cho những đồ mặt này quá chai. A-di-đà Phật. Quan thượng, ngươi nhìn kia quan thượng. Dạ bẩm hoàng thượng, tất cả đồ mặn đã quá thành đồ chay. Quan thị, bắt điểm bích ra khảo cho ta. Dạ tuân lệnh. Nói, làm sao nhà ngươi có thể lấy được 10 nén vàng của nhà sư Quyền Quang? Tiện nữ đã nói rồi, là do Quyền Quang mê tiện nữ nên cho tiện nữ làm của riêng. Nàng muốn tự nói ra hay muốn ta dùng hình? Hoàng thượng, nhà ngươi hãy mau mau nói thật đi, để mong được nhẹ tội. Thực hư chuyện này như thế nào, chứ mà ngậm máu phun người, thó mạ đại đức như vậy, tội khó mà dung tha. Hoàng thượng, xin ngài hãy tin tiện nữ. Ta cũng muốn tha cho nàng. Nói đi, tội nói xấu hại người, nàng không sợ chết đi xuống địa ngục bị cắt lưỡi hay sao? Nếu quỷ sứ không làm thì ta sẽ làm. Người đâu? Dạ. Dùng hình. Hoàng thượng, tiện nữ xin khai. Là tiện nữ ngậm máu phun người, du quan cho đại đức. Vậy làm sao ngươi có thể lấy được 10 nén vàng? Có phải ngươi lẻn vào trong và ăn cắp nó đúng không? Dạ bẩm không, số vàng đó đúng là của đại đức đưa cho tiện nữ, là do tiện nữ đặt chuyện. Nhà có chuyện thương tâm để dối gạt, ngài ấy động lòng từ bi và đưa cho tiện nữ hả? Con nói sao? Hoàng thượng tới đây à? Dạ. Hoàng thượng giá đâu? A-di-đà Phật, bần tăng bái kiến hoàng thượng. Miễn lễ, miễn lễ. Tiểu tăng xin bái kiến hoàng thượng. Bẩm, có chuyện gì? Sao hoàng thượng không cho triệu kiến bần tăng? Sao hoàng thượng phải nhọc công tới đây như vậy? Ta tới tận đây vẫn chưa thấy hết lỗi với người. Điểm bích đã công khai hết rồi. Điểm bích? Người đàn bà lẳng lơ đã quyến rũ ngài, chính do ta sai tới. Đó là cung nữ của ta. Là ta sai, ta đã đem suy nghĩ phàm tục thấp hèn áp đặt cho một bậc chân tu. Vậy số phận của người cung nữ đó hiện giờ ra sao? Nàng ta bị tra tấn. Nam mô A Di Đà Phật. Xin hoàng thượng hãy tha cho người. Cũng bởi vì trọng trách mà đường cùng phải nghĩ kế. Xin đừng giam cầm, xin đừng tra khảo mà tội. A-di-đà Phật. Nghe chuyện mà không quán trách nửa lời, còn quan tâm tới kẻ hại mình. Người đúng là người có lòng từ bi quảng đại. Ta đã quá sai, xin đại đức bỏ qua cho ta. Ta cũng đã miễn tội cho Niệm Bích. Mong đại đức trở lại chăm lo cho thiền viện, mang đức độ soi sáng cho con dân. A-di-đà Phật. Tạ ơn hoàng thượng.